Sáng ngày 23 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung dự thảo các văn bản gồm: báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc triển khai quy hoạch công tác cán bộ của huyện đảm bảo thời gian và đúng quy định. Thường trực Huyện ủy đã tổ chức làm việc với nhiều cơ quan để nắm bắt và kịp thời chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ quan trọng, nhất là những nội dung về thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng. Hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 55,5 tỷ đồng, đạt 49,95% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Với việc ban hành quyết định thành lập hai tổ phụ trách công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã dự kiến về đích năm 2022. Công tác phòng chống dịch được triển khai thực hiện hiệu quả, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng, công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2022, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn. Một số cấp ủy chưa thực sự nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền. Việc thực hiện công tác thỏa thuận, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án trọng điểm còn nhiều vướng mắc. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe và cho ý kiến vào các nội dung tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai thực hiện một số dự án du lịch trên địa bàn xã Suối Hoa. Và cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác cán bộ và công tác đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chung tay vào cuộc phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện, các ngành, đơn vị tiếp tục ra soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu ngành, đơn vị mình, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện, thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội các chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, công tác phòng chống thiên tai.